say rượu lái xe đang là vấn nạn nhức nhối tại Việt Nam khi có liên tiếp những vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra. Vấn nạn này đến từ việc Việt Nam là quốc gia có mức phạt say rượu lái xe khá thấp trong khu vực, thậm chí là dưới mức trung bình của thế giới. Tại một số quốc gia trong khu vực, say rượu lái xe gây tai nạn chết người có thể dẫn đến khung hình phạt cao nhất là tử hình. Sun Wei-min, giám đốc điều hành một công ty tại thành đô Tứ Xuyên, đã lấy chiếc Buick của mình tông vào 4 chiếc ô tô khác vào ngày 14 tháng 12 năm 2008. Sau vụ tai nạn, 4 người đã thiệt mạng và 1 người bị thương nặng. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra Sun đã lái xe không giấy phép từ tháng 5 năm 2008. Tại Trung Quốc, nồng độ cồn trong máu cho phép là 80mg trên 100ml khí thở. Tuy nhiên, nồng độ cồn của Sun khi đó đã vượt mức 135mg trên 100ml khí thở, tương đương 168% mức cho phép. Chưa dừng lại ở đó, Sun còn bị cáo buộc thêm lỗi lái xe quá tốc độ quy định với tốc độ bằng 120% tốc độ cho phép. Theo kết luận của cảnh sát, ban đầu Sun tông vào một chiếc xe cùng chiều và khi đang cố thoát ra, anh lái chiếc xe sang chiều ngược lại và đã tông thêm 3 chiếc xe nữa. Năm 2009, Tòa án Phúc thẩm Thành Đô đã kết án tử hình cho Sun vì hành vi say rượu lái xe gây nguy hiểm cho cộng đồng. Sau đó, Sun đã kháng án và được giảm xuống còn chung thân. Đây được xem là hình phạt nặng nhất trong lịch sử Trung Quốc liên quan đến say rượu khi lái xe.